Chào các bạn, hiện tại thì các bo mạch chủ B360 đang rất hiếm hàng bởi vì nó mới ra mắt. Vì vậy tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một giải pháp khác, đó chính là hai mẫu bo mạch chủ Z370. Có thể là giá bán lẻ của nó sẽ đắt hơn vài trăm nghìn so với B360. Tuy nhiên nếu các bạn mua kèm bộ máy tại Alphard Computer thì các bạn có thể được giảm giá và phần chênh lệch này sẽ không đáng là bao nhiêu. Hiện tại thì hai chiếc bo mạch chủ này đang là hai chiếc bo mạch chủ Z370 có giá thấp nhất hiện tại. Trước hết chúng ta hãy cùng đến với chiếc bo mạch chủ Gigabyte Z370 MDS3H. Chiếc bo mạch chủ Z370 MDS3H đến từ Gigabyte này trợ cho CPU Coffee Lake CPU thế hệ thứ 8 của Intel. Các công nghệ được trang bị trên chiếc bo mạch chủ này bao gồm là Intel Optane và VRFD. Chiếc bo mạch chủ này chúng ta có chuẩn là MATX nên là chiếc hộp đựng của nó rất là nhỏ thôi. Các bạn hãy cùng tôi mở hộp nó ra nhé. Đây chính là chiếc bo mạch chủ Z370 DS3H của Gigabyte. Chiếc bo mạch chủ Z370 rẻ nhất nên là về cấu trúc của nó cũng rất là đơn giản thôi. Ở đây chúng ta nhìn thấy là gồm 4 khe RAM DDR4 này, thì có 5 khe điện để cấp nguồn cho CPU, một chân nguồn 8 pin và một chân nguồn 24 pin. Ở đây chiếc bo mạch chủ này chúng ta thì có 6 chân SATA 3. Tiếp đến phía dưới này chúng ta có một khe là PCI Express. Bên đây là chiếc bo mạch chủ Z370 rẻ nhất nên là nhà sản xuất cũng tối giản hết những linh kiện trên chiếc bo mạch chủ này. Đến cổng IO thì ở đây chúng ta có hai chân USB 2.0 này, cũng một combo PS2 dành cho kỹ thuật đời cũ, một đầu ra DVI, một đầu ra HDMI, không có đầu ra dành cho VGA, hai chân USB 3.1 này và hai chân USB 3.1 Gen 2, cùng với là 3 cổng âm thanh. Các bạn có thể xem mặt trước và mặt sau của chiếc bo mạch chủ này là Z370 mà rất là đơn giản, vô cùng đơn giản và có giá thành rẻ nhất hiện tại. Tuy chiếc bo mạch chủ này rất là nhỏ gọn nhưng mà cũng không thể thiếu được khe SDM2. Khe SD này thì các bạn có thể cắm in cái SD Intel Optane vào được. Chiếc bo mạch chủ này chúng ta hiện tại đang có giá là 3.250.000. Và cuối cùng các bạn hãy cùng tôi đến với chiếc bo mạch chủ Arup Z370 Pro 4. Đây là chiếc bo mạch chủ Z370 full size rẻ nhất thời điểm hiện tại. Và đây là chiếc bo mạch chủ của chúng ta. Rất to và hầm hố rồi các bạn ạ. Ta có thản nhiệt dành cho buffet này. Ở đây chúng xem nào, mình đến là 1 2 3 4 5 6 7 8. Đây chúng ta có tất cả là 11 khe điện để cấp nguồn cho CPU các bạn ạ. 4 khe RAM DDR4. Chúng ta có 6 chân SATA 3 và đều nằm ngang để chúng ta có thể đi dây thẩm mỹ hơn. Cái phần tản nhiệt dành cho chipset này cũng làm được rất là lớn bằng kim loại các bạn ạ, giúp tản nhiệt tốt hơn dành cho chipset. Chúng ta có ở đây có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6 chân PCI và ở đây thì có 2 chân PCI Express để các bạn có thể cắm cạc màn hình rời. Các bạn nhé, còn đây chúng ta có 2 khe Ultra M2 để các bạn cắm HDMI này. Chúng ta có một khe, một chân là M2 Wi-Fi để các bạn cắm thẻ Wi-Fi. Đến với cổng IO thì ở đây chúng ta sẽ thấy có một combo PS2 dành cho phím thuật đời cũ này. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cổng USB nhưng mà cũng chỉ là 3.1 Gen 1 thôi. Trong đó có một USB là 3.1 Gen 1 cho Type-C. Cổng xuất màn hình thì chúng ta có một cổng VGA này, một cổng DVI này, một cổng HDMI. Đủ các cổng ăn chơi luôn các bạn. Chúng ta có một cổng LAN Intel Gigabit và cổng xuất âm thanh. Tổng kết lại thì chiếc bo mạch chủ này của chúng ta tuy với giá rất là rẻ nhưng mà có 4 khe RAM này, tất nhiên Z370, các bo mạch chủ Z370 thì đều có 4 khe RAM, 11 khe nguồn để cấp điện cho CPU này, 2 chân SDM2, khe M2 để cắm Wi-Fi này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 chân PCI để các bạn có thể cắm thoải mái, cắm cạc màn hình, cắm cạc Wi-Fi. Với chiếc main ATX full size như thế này và Z370 với chỉ có giá là 3.200.000 thì đây là một lựa chọn là quá tuyệt vời dành cho những bạn mà muốn sở hữu một bộ máy tính này, một bộ PC sử dụng CPU Coffee Lake mới nhất hiện tại.